Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì lời nói đầu tiên cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn, tất cả anh em. Và cái thứ hai nữa, rất mong được sự thông cảm của tất cả các bạn, tất cả anh em khi xem cái video này. Vì cái video này các bạn, thì hôm nay khí trời đã bước chuyển sang mùa đông rồi nha các bạn. Đây, mây thì mờ mờ ảo ảo, cũng như là có cái phần gió bắc khá là to. Do đó trong cái video ngày hôm nay là tương đối là về hình ảnh không được đẹp, cũng như là cái âm thanh tương đối khá ồn vì tiếng gió nó át cái tiếng của mình. Do đó mình cũng phải cố gắng nói cho thật to và thật rõ để chia sẻ đến tất cả các bạn. Rất mong được sự thông cảm của các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ trở lại nội dung chính và cũng như là vấn đề chính trong nội dung ngày hôm nay mình muốn gửi đến tất cả các bạn. Đó là về cái việc đây. Trên tay mình đây là hai cái lọ phụ gia mà mình thường xuyên là cung cấp cho các bạn để tiện trong cái việc là chăm sóc bảo dưỡng định kỳ xe máy tại nhà. Thì một số bạn, một số anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ đến mình qua số điện thoại là 0868093309 nha các bạn, và kết bạn Zalo với mình. Thì bây giờ ở đây trên tay mình một lọ là dung dịch dùng để xúc rửa động cơ của Wonver, và cái thứ hai cái dung dịch là vệ sinh cái bình xăng kim phun cũng như là bùn đốt cho những cái dòng xe số, xe tay ga, xe côn tay. Nói chung là tất cả những dòng xe bốn thì nha các bạn. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ đổ trực tiếp cái phần mà phụ gia xăng này vào bình xăng của mình trước đi các bạn. Rồi mình sẽ tập trung nói về những cái vấn đề liên quan, những cái dấu hiệu nhận biết sau khi anh em mình sử dụng nó như thế nào, để nó cải thiện chiếc xe mình ra làm sao nha các bạn. Quá khứ gió rồi. Rồi ok. Rồi bắt đầu mở cốp xe các bạn ơi. Rồi ok ha. Bây giờ một tay như thế nào đây? Thì bây giờ mình sẽ lấy cái chân trống đi các bạn, để mình đổ vô. Thì ngày hôm trước là mình đã vệ sinh cái lọc xăng, thì đó cũng là nằm trong những cái chuỗi video bảo dưỡng định kỳ để cho an toàn ha các bạn. Rồi bây giờ mình đặt cái chân trống thì mình sẽ đổ vào, rồi chia sẻ đến tất cả các bạn tiếp tục ha. Rồi tiến hành đổ vào nha các bạn. Ok, để mình đổ cái đi, đổ hết cái phần loại này vào luôn. Thì cái xe của mình hiện trạng mình đã đổ xăng đầy bình rồi các bạn, tới miệng luôn. Rồi để mình đổ vào trực tiếp cho các bạn xem, tại vì mình là người cung cấp cũng như là mình cũng là người đang sử dụng cùng với các bạn. Sau đây thôi, tôi vô luôn. Rồi ok các bạn. Rồi sau khi mà các bạn đã đổ giống như mình thì các bạn có thể vặn nắp xăng lại, rồi các bạn lắc lên cho nó hòa quyện bên cái phần xăng của mình để mình sử dụng ha. Thì khi sử dụng thì nào hết mình sẽ gần hết bình xăng mình đổ lại sử dụng bình thường. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đóng cốp xe lại, mình sẽ đi sâu vào cái chuỗi video ngày hôm nay để chia sẻ cùng các bạn. Rồi như vậy cho mình đặt cái góc ảnh đây nha các bạn, và mình sẽ núp sau màn hình cũng như là lấy cái thăng che cái mic micro lại để hạn chế cái việc mà gió ồn ào nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái phần chai này trước ha, chai phụ gia vệ sinh kim phun bình xăng của Wonver luôn nha các bạn. Tại vì mình đang cung cấp dòng nhớ Wonver thì hiển nhiên mình sử dụng cùng chung một loại để cho nó an toàn, nó hiệu quả. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nói sâu thêm ha. Bây giờ nói về cái phần mà dung dịch vệ sinh bùn đốt các thứ các kiểu ở trên thị trường, thì hồi trước mình cũng từng sử dụng cái dung dịch của Liwimuli nè ha, thì cũng y như nhau thôi các bạn, cũng không khác gì đâu. Và ngay cả trên thị trường bây giờ có rất là nhiều loại cũng như rất là nhiều công ty sản xuất về cái dung dịch mà dùng để vệ sinh kim phun bùn đốt, thì các bạn cứ lựa chọn các bạn sử dụng ha. Thật chắc thì dung dịch nó cũng giống như nhau thôi các bạn, chứ không khác gì đâu ha. Được ok. Thì bây giờ đến cái phần thứ hai mình sẽ nói thêm cũng như là một số vấn đề mà anh em mình thường hay thắc mắc cũng như quan tâm sau khi sử dụng cái dung dịch này ha. Thì bây giờ đối với cái phần mà dung dịch mà đổ vào bình xăng sử dụng để cho nó tự vệ sinh, là bình xăng nè, bình xăng con hay là đường ống dẫn xăng hay là kim phun hay là bùn đốt nha các bạn. Thì nếu như anh em mình mà đổ vào mà sử dụng một cái dung dịch này hay là tất cả những dòng khác mà đổ vào khi sử dụng mà thấy không có cải thiện gì, cũng như là không thấy có cái xe mình có biểu hiện gì, hiển nhiên chắc chắn 100% là cái dung dịch đó giống như các bạn sử dụng là đốt tiền
tại vì đổ vào nó không có cảm nhận cảm giác gì hết thì hiển nhiên là coi như bỏ tiền không, tại vì nó không cải thiện, nó không có cái dấu hiệu gì mà nhận biết được để các bạn biết được cái loại này có tác dụng hay là không nha các bạn. Rồi bây giờ trở lại cái phần mà anh em mình thường hay quan tâm cũng như thắc mắc nè các bạn. Thì á, khi anh em đổ vào, chắc chắn một điều, đối với dung dịch vệ sinh bùn đốt này thì cái dấu hiệu nhận biết đầu tiên mà anh em mình thường hay hoang mang, ngay cả chính bản thân mình sử dụng còn hoang mang, đó là khi đổ vào bên trong máy, ý đồ đổ vào bên trong bình xăng, sử dụng hết bình xăng thì đang trong cái quá trình mình chạy các bạn, thì hiển nhiên cái phần bình xăng lần này đổ dung dịch này thì nó sẽ rất là nóng máy, kể cả là cái xe mình là nó nóng gõ đầu luôn các bạn, chứ không phải riêng gì xe của các bạn nha. Xe mình chạy nóng khi đổ dung dịch nha, đổ vào cảm giác nó sẽ chạy nóng hơn lúc bình thường, là cái thứ nhất là nó thể hiện được sự hiệu quả. Cái thứ hai, tùy theo tình trạng động cơ xe của các bạn, mũi than bên trong nhiều hay ít thì nó có thể dẫn đến cái hiện tượng đó là ngay cả là gõ đầu luôn nha và ngay cả là tắt máy nơi chừng luôn. Tại vì sao các bạn? Tại vì tình trạng xe của các bạn mũi than quá nhiều, do đó khi đổ cái dung dịch này vào nó sẽ ăn mòn cách từ từ, đến lúc mà nó ăn mòn cái miệng chân xúc bắp đó các bạn, nó sẽ bị bong chóc một hai mảng bám đi, thì nó sẽ bị chống chân hơ xúc bắp một tí xíu thì hiển nhiên nó tắt máy, đó cũng là chuyện bình thường nha các bạn. Tất cả những cái dấu hiệu khi anh em đổ cái dung dịch này vào mà sử dụng á, nóng máy, gõ đầu, kêu máy, các bạn cứ sử dụng bình thường cho mình hết bình xăng đó, sau đó đổ bình xăng nữa và đổ bình xăng nữa là nó sẽ êm lại. Thực chất đối với cái dòng viên của mình đang cung cấp gửi đến tất cả các bạn á, hầu như đổ dung dịch này vào sử dụng thì đến bình xăng thứ ba nó, cái động cơ xe mình, cái nó sẽ cải thiện một cách rõ rệt ở bình xăng thứ ba, là xe mình nó sẽ im lặng mát lờ và tăng tốc bốc lại các bạn, nó có đôi phần cải thiện nha. Còn nói về thực chất mà nó sạch sẽ mà đến nỗi mà lấy mà nổi sôi sôi luôn thì nó không sạch nổi các bạn, nó chỉ cải thiện giảm những cái bề mặt là trên đó, cái bùn đốt á, nó giảm cái phần nào thôi các bạn, chứ không sạch sẽ hết. Mà nếu muốn mà sạch sẽ đầu bê tông hay là xúc bắp các thứ các kiểu thì các bạn còn nước là tháo cái máy ra thôi, rút đầu ra các bạn vệ sinh sạch sẽ nó mới sạch thôi. Còn cái dung dịch này chỉ là cải thiện đến mức có thể nha các bạn. Rồi ok, rồi đến cái phần nữa tiếp theo, có một số bạn, một số anh em cũng cảm nhận liền, đó là khi đổ vào chạy hết bình đầu, đổ bình xăng xe thứ hai vào là im luôn, là chứng tỏ cái việc là cái người đó chăm sóc cái xe nó tốt, cái mũi than bên trong nó ít, nó bám ít, do đó đổ vào nó sẽ xúc lẹ hơn cũng như là vệ sinh lẹ hơn, thì hiển nhiên xe đổ vào chạy im liền, nó cải thiện liền nha các bạn. Thì đó cũng chính là tùy vào tình trạng động cơ xe của các bạn mà các bạn sử dụng một cách an toàn hiệu quả ha. Và mình xin khẳng định nhắc lại với các bạn một điều nữa, khi anh em mình sử dụng cái dung dịch vệ sinh kim phun bùn đốt mà các bạn đổ vào sử dụng mà không có cái cảm giác gì hết, cũng như những gì mình trình bày nãy giờ gửi đến tất cả các bạn, thì hiển nhiên cái dung dịch đó có cũng như không, coi như mình dục tiền qua cửa sổ, chứ đổ vào nó chạy y chang như lúc ban đầu thì không thể hiện được vấn đề gì hết nha các bạn. Rồi ok, kết thúc cái phần này. Rồi bây giờ sửa các bạn lần tí, đến sát một tí xíu đến cái phần thứ hai ha. Rồi đến cái phần thứ hai mình sẽ nói về cái phần cái ông dung dịch xúc rửa động cơ của mình. Thì bây giờ mình cũng không nói về cái vấn đề mà cái công dụng nữa, tại vì mình trình bày với các bạn khá là nhiều trong những video clip rồi. Mình chỉ nói cái phần này thôi các bạn. Khi cái dung dịch xúc rửa động cơ thì các bạn mở cái kim nhớt, các bạn đổ hết cái lọ này vào và các bạn vặn cái kim lại, kim nhớt lại, và các bạn đậu nổ máy không tải tầm khoảng 15 phút 20 phút là ok nha các bạn. Để nửa tiếng cũng được nữa, rồi các bạn sổ kỹ thật kỹ, rồi các bạn thay nhớt mới sử dụng. Thì khi mà anh em mà thay nhớt máy sử dụng á, sau khi xúc này thì cái bình đó thực chất các bạn đi tầm khoảng 1.500-2.000 là ok nhất, rồi tiếp tục sử dụng cái bình thứ hai thứ ba về sau nó mới êm nha các bạn. Thì nó cũng giống như na ná cái phần mà dung dịch
vệ sinh buồng đốt nãy giờ mình chia sẻ với các bạn. Thì đối với dung dịch xúc rửa động cơ này, khi mà anh em mình xúc xong á, xúc xong, có một số xe, một số tình trạng anh em nói xúc xong chạy quá đã, quá êm, quá mượt, quá ok, thì chứng tỏ chiếc xe của người đó là chăm sóc thay nhớt định kỳ nó tốt. Cái phần mà mảng bám bên trong của động cơ nó ít, do đó họ xúc lẹ hơn và cái máy họ im mượt hơn. Còn đối với một số bạn, một số anh em khi mua cái dung dịch xúc rửa động cơ vào, xúc xong cái đổ nhớt mới vào, chạy thấy nó cảm giác nó quá gào, nó quá gào hoặc nó hú luôn, các thứ các kiểu. Rồi anh em nói cái này là dùng để là coi như là lỡ sử dụng cái này nó hư động cơ. Thực chất không phải nha các bạn. Các bạn đang hiểu sai lầm vấn đề. Cũng như mình nói, khi mà anh em mình xúc động cơ mà xúc xong cái dung dịch nào đó, xúc xong mà nó không có cho các bạn cảm giác cái này cái kia hết trơn, thì hiển nhiên cũng vẫn là đốt tiền của tôi xong nha các bạn. Đó, thì bây giờ á, mình sẽ nói như thế này nè các bạn, để các bạn hiểu thêm về phần này. Xúc, đối với phần xúc động cơ thì anh em mà nếu mà chạy mà thay nhớt định kỳ, thường xuyên định kỳ các thứ các kiểu, thì các bạn có thể xúc động cơ tầm khoảng 15.000 hoặc nói chung là cái mốc từ 10.000 đến 20.000 các bạn xúc một lần nha các bạn. Thì bây giờ ở cái phần này mình xin nhắc thêm là phần này tí, đối với cái dung dịch mà vệ sinh cái này nè, buồng đốt này kia nè, nếu mà các bạn chăm sóc tốt này kia, nhớt nhau này kia, vệ sinh bu đi lọc gió thường xuyên định kỳ, giống những video mà mình chia sẻ cách chăm sóc bảo dưỡng định kỳ xe này nhà, thì các bạn dùng cái lọ này. Nếu anh em mà có điều kiện kinh tế túi tiền thì các bạn có thể sử dụng sau 3.000 km các bạn sử dụng. Còn nếu một số bạn, một số anh em mà không có nhu cầu điều kiện kinh tế thì các bạn có thể là sử dụng sau mỗi 5.000 cây ha, đối với cái phần mà dung dịch này. Rồi, thì bây giờ trả lời cái dung dịch này xung quanh tí xíu các bạn. Thì cái dung dịch này á, nhắc lại nha các bạn, dùng để là xúc rửa động cơ, vệ sinh những cái mảng bám ở bên trong động cơ để nó tháo ra bên ngoài. Do đó khi một số bạn, một số anh em tình trạng động cơ đang chạy, đang im, đang lành, bỗng nhiên lên coi cái kênh YouTube Xe Và Cuộc Sống, mua dung dịch này đổ vào xúc xong, chạy xúc xong đổ ra thay nhớt mới, đổ vào chạy cái máy nó gào, cái này cái nọ hư rồi cái này cái kia đó các bạn, thì thực chất ra để các bạn thông cảm, đó mới là thể hiện được sự cải thiện của động cơ. Vì cái mảng bám nó đang bám mà bích chịch đi, nó khích, gọi là nó bám người khích chi tiết, các bạn chạy thấy em. Và khi các bạn xúc xong á, các bạn đổ nhớt mới vào, các bạn chạy thấy gào, thấy này kia nó gõ luôn, thì chứng tỏ một điều, cái dung dịch này có tác dụng, nó xúc sạch thì chi tiết nó sẽ gơ lại nha các bạn. Chi tiết nó sẽ gơ lại, nhưng mà nó sẽ, cái máy của bạn chạy nó kêu, mặc dù nó hơi xào hay là nó gõ, nhưng mà nó chạy mượt hơn và nó chạy bốc hơn cái lúc ban đầu của bạn ha. Đó, rồi ok các bạn, thì những cái vấn đề của ngày hôm nay mình chia sẻ đến tất cả các bạn về cái cặp phụ gia này, gửi đến tất cả các bạn xem cái tham khảo ha. Thì mà nếu mà các bạn á thích kênh mình á, thì các bạn có thể ủng hộ mình và kết bạn Zalo của mình qua số điện thoại 0868093309 nha các bạn, để mình tư vấn thêm. Chứ bây giờ vô đây ngày hôm nay là gió này kia các thứ các kiểu rồi, trình bày nó bị lúng túng quá các bạn. Do đó một số bạn, một số anh em xem video này thông cảm như mình, nói quanh quẩn tùm lum các thứ các kiểu, thì các bạn có thể bình luận dưới dòng video đi các bạn, để mình chia sẻ thêm. Hoặc các bạn là kết bạn Zalo mình, có thể là các bạn liên hệ đến mình để mình tư vấn thêm ha. Còn ngoài ra thì trên thị trường thì tùy hỷ các bạn thôi, các bạn muốn sử dụng dòng nào cũng được. Rồi ok, bây giờ mình tóm gọn lại cái vấn đề chung của cặp này đi các bạn. Hai cặp này thì công dụng, nếu anh em đổ vào sử dụng thì nó phải có những cái dấu hiệu như vậy. Đối với việc xúc rửa động cơ, sau khi xúc rửa động cơ xong, có một số loại động cơ chạy im luôn, có một số động cơ đổ vào xúc rồi máy kêu, máy gõ, máy gào gì đó là cái chuyện nó bình thường, do nó sổ những cái chất cặn bã ra ngoài. Còn đối với vệ sinh buồng đốt, trong khi sử dụng nóng máy, gõ máy, kêu đầu hay là tắt máy nửa chừng, thì đó là thể hiện cho cái việc xúc rửa động cơ, cái việc vệ sinh buồng đốt nó sạch cái buồng đốt lại, do đó mới có những cái dấu hiệu đó nha các bạn. Và sau ví dụ như xăng thì sau khoảng đổ 20 bình xăng nó sẽ im lại, là nó ok lại.
Còn đối với cái việc mà sử dụng dung dịch xúc rửa động cơ, các bạn xúc xong thay bình nhớt mới, các bạn đi tầm 1.500-2.000 tùy theo cái là dòng nhớt, mà nhớ thay sớm tí nha các bạn, đến cái bình mà thứ hai nó mà xe mà nó im lại, nó ổn định lại. Tại vì khi các bạn xúc á, các bạn sổ ra lúc nào thành phần xúc nó cũng còn một tí xíu ở bên trong động cơ, do đó khi các bạn đổ cái bình nhớt mới thì nó sẽ làm giảm cái chất lượng, cái tính bôi trơn của cái nhớt mới khi các bạn thay vào, nó sẽ giảm đi phần nào, do đó các bạn phải thay nhớt sớm nha các bạn. Thì đó là những cái lưu ý mình muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay ha. Rồi ok các bạn, và thôi thì chắc có lẽ là video của ngày hôm nay mình chia sẻ đến tất cả các bạn những cái vấn đề này thì đến đây kết thúc. Thì chúc cho các bạn một ngày an lành, hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nha các bạn. Thân ái kính chào, bye bye các bạn.